tiếp tục vào việc anh chị ơi. Ở chỗ đây em sẽ có 4 lô đất. 4 lô đất quý anh chị. 1 tỷ 650 triệu một lô. À, rẻ, cực kỳ rẻ luôn. 70 mét vuông mỗi lô quý anh chị. Chỗ đây là phường Bình An, thành phố Di An. Chỗ này gần với khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910 đâu quý anh chị. Chỗ này mà ra khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910 nó chỉ loanh quanh khoảng 500 mét anh chị nhá. Chỗ này gần đường DT743B, gần chợ Bình An. Đó, những vị trí em vừa nêu tên, 500 mét. Đó, rất là gần quý anh chị nhá. Ở đây mình nhìn được thấy cái chung cư, bên đó có cái chung cư quý anh chị thấy không? Đó, ở chỗ đó có cái chung cư đó quý anh chị thấy không? Cái chung cư đó là chỗ gần quốc lộ 1K. Chỗ đây cũng gần quốc lộ 1K luôn quý anh chị nhá. Đó, chỗ đây ra quốc lộ 1K cũng chỉ đâu đó loanh quanh khoảng 800 mét quý anh chị, 800 mét. Thì ở đây tại phường Bình An, thành phố Di An gần chợ Bình An, em có 4 lô. 4 lô này sẽ tách ra 4 sổ riêng biệt quý anh chị nhá. Đó, 4 lô này sẽ tách ra 4 sổ riêng biệt, hiện tại là đang trong quá trình tách luôn rồi. Nên là bây giờ là bán rẻ 1 tỷ 650 triệu. Thì nếu mà anh chị nào yêu thích lô nào vào việc lô đó, chỉ cần đặt cọc và hẹn 3 tháng sau công chứng anh chị nhá. Đó, chỉ cần đặt cọc thôi. Đặt cọc 300 triệu và 3 tháng sau công chứng quý anh chị nhá. Đó, thì nguyên cái chỗ này, nguyên cái cục này sẽ có 4 lô. Đó, nhưng mà này, em sẽ đi vào chi tiết từng lô để cho anh chị mình biết 4 lô đất này nó đẹp như thế nào. Hiện trạng bây giờ, đường trước đất, đường bê tông, đường hiện hữu, đường đã có sẵn. Đường bê tông này đâu đó khoảng 4 mét quý anh chị. Nói chung là đường ô tô tới, ok nhá. Quý anh chị nhá, đường ô tô tới nơi nhá, khu dân cư hiện hữu nhá. Ở đây là xây tự do, xây thoải mái. Thì tất cả 4 lô này đều có bề ngang 5, ngang 5. Lô dài nhất là ngang 5 dài 15, lô ngắn nhất là ngang 5 dài 13. Đó, thì diện tích bình quân mỗi lô ở đây là từ 75m, 70m tùy theo lô, từ 70 đến 75m mỗi lô quý anh chị nhá. Trong đó mỗi lô sẽ có 60m thổ cư. Đó, đi vào chi tiết hết quý anh chị. Vậy là ở đây là quý anh chị, 4 lô này như sau. 4 lô thì diện tích là từ 70 cho tới 75m vuông, còn diện tích thổ cư mỗi lô là 60m vuông. Đó quý anh chị nhá. Phường Bình An, thành phố Di An, gần đường DT743A, gần chợ Bình An. Đó, gần chợ Bình An, gần quốc lộ 1K, gần khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910. Nói chung những vị trí em vừa nêu tên tạm gọi là từ 500 đến 800 mét quý anh chị nhá. Còn chỗ này ra sang bên làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị này. Đi đây qua bên kia là làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tầm 1 km anh chị nhá. 1 km là tới làng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì chỗ đây là có 4 lô đang trong quá trình tách, đang là tách riêng từng lô quý anh chị nhá, sẽ bán riêng từng lô, sổ hồng riêng hết quý anh chị nhá. Đó, sang tên và hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Thì nếu mà anh chị mình mua giai đoạn này thì mình chỉ cần đặt cọc 300 triệu và hẹn 3 tháng sau công chứng anh chị nhá. Đó, hiện tại bây giờ là đang rất là rẻ, bán rất là rẻ quý anh chị. 1 tỷ 650 triệu mà 70 đến 75 mét vuông là quá rẻ, ngang 5 mét luôn quý anh chị ha. Đó, còn đây này, cái đường này là trên quy hoạch có luôn quý anh chị nhá. Anh chị nào yêu thích á, alo ngay em Hải, em gửi bản quy hoạch cho anh chị mình xem. Trên quy hoạch đây là một con đường lớn này, đây này, một cái con đường dự phóng nhá quý anh chị nhá. Đường lớn chạy qua đây này. Đó, lớn kinh khủng luôn. Đó. Thì đó là về câu chuyện tương lai thôi. Còn bây giờ quý anh chị này, bây giờ là mình bán hiện trạng bây giờ là đường bê tông đường 4m quý anh chị nha. Đường bê tông đường 4m và giá là 1 tỷ 650 triệu, 1 tỷ 650 triệu mỗi lô, 70 mét vuông đến 75 mét vuông và có 60 mét vuông thổ cư, khu dân cư hiện hữu và xây dựng tự do thoải mái. Anh chị nào yêu thích thì chỉ cần đặt cọc và hẹn 3 tháng sau công chứng. Đó, thì đây là một trong những cái lô đất rất là rẻ mà gần chợ Bình An, thuộc phường Bình An, gần đường DT743A, gần quốc lộ 1K. Đó, gần khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910. Đó quý anh chị ha. Đây, hướng này mình ra DT743A thì gần, ra đây tầm 200 mét quý anh chị nha. 200 mét là tới DT743A nhá. Đó, còn lên quốc lộ 1K đầu nó chỉ loanh quanh khoảng 800-900 mét gì đó thôi. Đó, đất của mình đây 4 lô, sẽ tách ra 4 sổ anh chị nhá. Đó, rồi anh chị yêu thích một lô cũng được, hai lô cũng được, ba lô cũng được, mua lô nào bán lô đó anh chị nhá. À, anh chị yêu thích thì alo ngay em Hải, em gửi cái sổ qua cho anh chị mình xem, sổ tổng á, sổ tổng gồm 4 cái lô này, rồi là em gửi cái sơ đồ phân lô cho anh chị mình xem từng lô nhá. Đó, rồi em Hải xin chào và hẹn gặp anh chị trong các video mới, những video tiếp theo, những bất động sản rẻ, những bất động sản hời tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Em xin chào ạ.